Nokia 6700 xịt like á, nó trang bị đèn last kép ở phía sau ha, nhưng mà rất tiếc là nó không có trang bị một cái phím nào để dùng cái đèn last này làm đèn pin hết. Bởi vậy thì chúng ta phải cài đặt thêm một cái phần mềm của bên thứ ba để tận dụng cái đèn last kép này làm đèn pin. Đầu tiên các bạn sẽ tải về một cái phần mềm này. Phần mềm này nè, mình gửi Bluetooth từ smartphone qua và mình sẽ để link phía bên dưới phần mô tả ha. Rồi chúng ta cài đặt ha. Và để cài đặt được phần mềm này thì các bạn phải hack phone ha. Và cái cách hack phone trực tiếp ở trên Nokia 6700 mình đã làm video trước rồi. Bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể xem lại. Sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm này. Phần mềm này cái định dạng là SIS nha các bạn. Rồi. Và những video liên quan đến Nokia 6700 các bạn có thể xem lại, mình đã để chung một cái danh sách phát rồi ha. Sau khi mà cài đặt xong á, thì cái phần mềm nó sẽ nằm trong phần lắp đặt nè. Đây, phần mềm này, cái icon của nó nè các bạn. Nó có tên là Let's Start. Rồi các bạn bấm mở ra ha. Đây, Start là mở đèn last, Stop là tắt đèn last. Sẽ sử dụng thử cho các bạn xem nè nha. Start. Đó, đèn last kép nó đã sáng lên, rất là sáng luôn. Ở đây là ban ngày nha. Nếu các bạn mở ban đêm thì nó cực kỳ sáng luôn, tại vì nó đèn kép mà. Stop là nó tắt ha. Để thuận tiện cho cái việc mà sử dụng đèn LED này nữa thì các bạn sẽ vào phần menu, các bạn vào cài đặt ha. Bình thường nè, cài đặt riêng nè, chế độ chờ, phím tắt ha. Rồi cái phím các bạn sẽ gán cho cái phím phải nè. Bình thường nó là danh bạ hay gì đó, nhưng mà các bạn sẽ gán cho nó là cái phần mềm latest ha. Bạn tìm đến phần mềm đó, các bạn gán, thì đây mình đã gán sẵn rồi ha. Thì tất nhiên đối với Symbian các bạn có thể gán ở phím này, phím giữa nè, hoặc là phím bên đây, hoặc là phím 4 chiều cũng được ha. Bạn muốn gán đâu cũng được. Rồi bây giờ chỉ cần bấm vào một cái là vô luôn, chứ khỏi mất công mất thời gian mà để vô cái phần ứng dụng này kia ha. Rồi chỉ cần bấm nút Start là mở ha. Chúng ta đã có được cây đèn pin ở trên Nokia 6700 xịt like, rất là tiện lợi khi mà đi buổi tối ha. Stop. Rồi tắt. Rồi hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.